Dạ em chào cả nhà mình ha. Như vậy là em Kubota là 3.500, mà tối qua em có đăng video đó cả nhà, thì em nó cũng đã được lên xe tải rồi ha, để di chuyển về Bắc Tân Nguyên Bình Dương gia nhập cùng đồng đội ha. Và đi kèm theo em nó thì có em Isuzu TS 1610 2 cầu, em xanh bôi nóc ha cả nhà. Và đi kèm theo thì có một cái đuôi sới ha, đuôi sới 1m6 ha cả nhà mình ha. Thì em mời quý ông bà cô chú như quý anh chị em đến xem xe ha và mua xe và sử dụng. Địa chỉ kho bãi là khu phố 4 thị trấn Tân Thành, Bắc Tân Nguyên, Bình Dương, Nông Ngư Cơ Tương Mì chi nhánh 2. Và cả nhà mình cũng có thể liên hệ với cái số điện thoại hiện trên màn hình ha, để gặp trực tiếp bên Tương Mì để biết thêm thông tin chi tiết về mấy cài mình yêu thích cũng như là xuống cọc chốt em nói ăn cả nhà mình ha. Thì bên Nông Ngư Cơ Tương Mì còn rất là nhiều mấy cài đang chờ đón anh chị em cô chú mình đến xem xe cũng như là mua xe và sử dụng ha. Có đầy đủ các dòng cho cả nhà mình lựa chọn như là Isuzu nè, Kubota nè, Shibura nè, Ford nè, Tinh Tạc nè, vân vân ha cả nhà mình ha. Thì cả nhà mình cũng có thể đến xem xe tại chi nhánh 1 ha, địa chỉ là xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cả nhà mình ha. Thì sau một hồi leo hay thì mấy anh trai bây giờ cũng đã nâng được cái em Isuzu TS 1610 2 cầu này vô thùng xe tải được rồi cả nhà mình ơi. Em nó đẹp thì thôi nhé luôn ha. Và tiếp theo sau đây thì mấy anh trai sẽ nâng cái đuôi sới vào thùng xe tải cả nhà. Đuôi sới 1m6 ha. Đuôi sới này thì sẽ phù hợp với em Isuzu TS 2810 cả nhà, hoặc là em Isuzu TL 2009 thì cũng đều rất là phù hợp. Tất cả đều là hàng nghĩa địa ha cả nhà mình ha. Riêng đét nguyên con luôn ha. Thì cuối video em có dừng lại một số hình ảnh về em Kubota L 3.500 và em Isuzu TS 1610 2 cầu tem xanh bôi nóc cho cả nhà mình xem tham khảo chơi cho vui ha cả nhà mình ha. Thì mời cả nhà mình đến xem xe cũng như là mua xe và sử dụng ha. Hoặc là cả nhà mình cũng có thể liên hệ với số điện thoại hiện trên màn hình ha. Và vào sáng nay thì đã có về một em máy cài Shibura SD 2002 2 cầu ha cả nhà mình ha. Em nó còn rất đẹp luôn cả nhà. Thì em lên vài bức ảnh cho cả nhà mình xem tham khảo chơi cho vui ha. Đặc biệt cái cặp lốp sau của em nó là ok con dê luôn cả nhà mình ơi. Quá xá đẹp luôn. Chỉ cần bắt bánh bắt vỏ lên là có thể giao xe được ngay ha. Bao đẹp xuất sắc luôn ha cả nhà mình ha. Và em xin báo giá cho cả nhà mình cùng biết ha. Nông Ngư Cơ Tương Mì sẽ để là em nói cho cả nhà mình mức giá là 47 triệu ha. Không mua bình, không mua xe vận chuyển ha. Xem xe tại 71 Nông Ngư Cơ Tương Mì, địa chỉ là xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An ha. Và còn bây giờ thì em xin chào, xin chúc cả nhà mình có một buổi trưa thật là vui vẻ cả nhà mình ơi.